Ok, hello tất cả các anh em. Chào mừng tất cả các anh em đến với Đìa Mèo Việt Nam của mình. Và clip hôm nay thì mình sẽ không có làm clip anh em. Tại vì mình có hẹn với chị và với dẫn mấy cụ cháu đi vô Tini World ở Long Xuyên, An Giang, Vincom Plaza nha. Thì bởi vì là không có làm clip được. Bởi vì mình xin làm cái clip này để ngắn để cho gửi đến mấy anh em là hôm nay mình không có clip ra clip. Và từ đây mà tới tối mà có, nếu có thể có clip được thì mình sẽ làm. Còn nếu không được thì mấy em biết rồi đó. Rồi, ngày mai mình sẽ làm bù. Ngày mai mình sẽ làm bù nha. Đấy. Và bây giờ mình sẽ cho mấy anh em xem một vòng ở cái Tini World Vincom Plaza. Đây là thế giới dành cho tuổi nhỏ nè. Đây. Nó có rất là nhiều thứ nha. Cho anh em xem một vòng. Ở đây nó rất là rộng nha anh em. Có rất là nhiều khu vui chơi luôn. Rồi, đây là ba bà chị của mình. Rồi ok, thì chỉ nói bấy nhiêu thôi thì mấy anh em biết rồi. Bữa nay không có liên nói tóm lại là chỉ bấy nhiêu đó. Rồi chào tạm biệt mấy anh em, hẹn gặp lại ở clip ngày mai nha. Ngày mai thì chắc có lẽ mình cũng có thêm một mớ vé đi Dubai rồi đó. Có thể vé đi Dubai, tại vì mình sẽ tiêu riêng để kiếm vé đi Dubai. Và mong là ở cái sự kiện Castle mà chuẩn bị tới thì sẽ có vé đi Dubai cho mình, cho anh em chúng ta mà đẩy gắng cố gắng lấy những cái con đi bay hoặc là những cái con leo lành gì đó sẽ hoàn thành được. Còn số mình thì quá nhỏ rồi, nhưng ngày hôm qua mấy anh em biết là clip ngày hôm qua nó quá nhỏ, quá tệ. Bây giờ mình phải gắng cố gắng kiếm vé để mở những cái những gì còn có thể. Giờ thì bye bye.